sang trọng, thanh lịch và nhẹ nhàng trong mùa hè cùng với thiết kế mới nhất của Melia. Với thiết kế này được sử dụng chất liệu tơ cao cấp, mềm mại, thoáng mát sẽ giúp cho các quý cô có được trải nghiệm cực kỳ dễ chịu và thoải mái khi diện lên người, kể cả trong những ngày hè cực kỳ nóng bức. Với họa tiết monogram trên nền vàng nhạt, vừa tôn da lại giúp cho các quý cô luôn tỏa sáng dù đang ở bất cứ nơi đâu. Với thiết kế dáng cổ V kết hợp cổ Đức cực kỳ cách điệu sẽ giúp cho bộ đồ trở nên trẻ trung hơn bao giờ hết. Kết hợp cùng dáng tùng xòe dù nhẹ nhàng sẽ giúp che đi khuyết điểm trên cơ thể của các quý cô. Với thiết kế này cực kỳ phù hợp để cho các quý cô xinh đẹp đi dạo phố, đi chơi hay là đi làm. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không mau sở hữu ngay thiết kế này đến từ thương hiệu Melia. Các quý cô có thể đặt hàng theo hai cách. Đặt hàng online sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và được miễn phí vận chuyển. Còn nếu có thời gian thì xin mời các quý cô ghé qua các showroom của Melia trên toàn quốc để lựa chọn và sở hữu những thiết kế ưng ý nhất. Thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp Melia luôn đồng hành cùng các quý cô trên hành trình chinh phục mọi thành công.